hơn 300 triệu thôi. Các bác mua được con xe đẹp chưa? Gầm cao, số tự động và cực kỳ hiện đại. Form dáng đẹp như kiểu xe lướt, như kiểu xe đập hộp, như kiểu xe mới các bác nhá. Đấy, trang bị full công nghệ luôn ở trên mẫu xe này. Mà lúc mới thì chiếc xe này nó là tiền tỷ. Bây giờ thì giá chỉ là nhô 300 thôi, hơn 300 thôi. Các bác mình mua ngay, sở hữu luôn cái chiếc xe này của em rồi các bác nhá. Với Đức Sơn là màu đỏ đây. Con xe này được mang tên là Hyundai Tucson các bác nhá. Màu đỏ bản đủ hai cầu. Đấy, màu đỏ zin các bác nhá. Nội thất của xe còn rất đẹp luôn. Ghế theo xe vẫn còn rất mới. Bởi vì đi ít, bởi vì dùng ít cho nên này các bác nhìn xem. Đây, đẹp chưa? Ghế da rất mới nhá. Ngồi nhiều biết ngay, ngồi nhiều ghế da sẽ xấu ngay đúng không? Thiết kế từ cái phần táp ni cánh cửa nhìn kiểu cách rất đẹp đúng không ạ? Và phần táp nô cũng vậy, kiểu cách rất đẹp luôn này các bác nhìn xem này. Đấy, đã có màn hình giải trí Android rồi các bác nhá. Màn hình Android đây. Đấy, màn hình cực kỳ xịn. Đấy, có cam hành trình rồi này. Đấy, có hai cửa sổ trời luôn đấy các bác ơi. Hai cửa sổ trời luôn. Đấy, và số tự động zích zắc đây. Đấy, củ số đẹp. Và đây là chìa khóa nhá. Chìa khóa cũng rất đẹp luôn. Đây là mở cốp này. Còn đây là unlock và lốc cửa này. Đề khóa thông minh, start top, điều hòa auto tự động luôn. Nóng lạnh đầy đủ các bác nhá. Vô lăng đẹp, các bác nhìn xem. Vô lăng rất đẹp. Có phím điều khiển được làm bên đây và có khiên toàn nằm ở giữa vô lăng 4 chấu các bác nhá. Trần ý. Đấy. Con xe này đấy ạ. Biển đấy ạ. Biển Cross bác nhá. Biển Cross là biển số 3332. Đấy. Nếu mà thêm một số 3 nữa thì nó là tứ quý 3 luôn các bác ạ. Con này một chủ từ đầu. Đấy, gần như là tứ quý 3 luôn. 3332 cơ mà, đúng không ạ? Biển rất đẹp luôn nhá. Đấy, xe đẹp, biển đẹp. Một chiếc xe mà đại gia trước người ta dùng. Bây giờ thì các bác thấy không ạ? Hơn 300 thì gần như là bác nào cũng có thể là mua được chiếc xe để dùng rồi, đúng không ạ? Đấy, các bác thấy chưa? Quá là mỹ mãn cho một con xe. Số tiền các bác bỏ ra là quá ít, đúng không ạ? 5 chỗ gầm cao, form súp, máy 2.0, bản đủ. Nhập khẩu nguyên chiếc từ đất nước Hàn Quốc về Việt Nam đối với mẫu xe này các bác nhá. Bên em đang có một đôi, một con màu xám, một con màu đỏ đây. Đấy. Bác nào mà yêu chiếc xe này, alo bên em, gọi điện bên em nhanh tay, nhắn tin cho em vào, nhắn tin nữa các bác nhá, nhắn tin mạnh tay vào. Đấy, comment nữa để bên em biết và bên em sẽ tư vấn cho các bác và bên em chốt giá cho các bác đối với mẫu xe này các bác nhá. Tất cả những chiếc xe bên em đưa ra giá thì còn bớt, còn lùi và còn thương lượng các bác nhá. Các bác mình yên tâm, đừng nói gì về giá vội mà cứ alo đi, kiểu gì cũng sẽ có giá tốt. Đấy, alo nhắn tin đi bên em, kiểu gì sẽ có giá tốt các bác nhá. Các bác nhìn xem cặp đèn pha của nó còn rất mới đúng không ạ? Đấy, kiểu cách chiếc xe này thiết kế form dáng nhìn rất đẹp, đẹp như kiểu xe đời cao bây giờ đúng không ạ? Mà rõ ràng là 2010 các bác nhá. Đẹp như đời cao bây giờ luôn. Đèn gầm, đèn pha của xe rất mới các bác nhìn này. Đấy, rất mới luôn. Sơn xi mượt mà bóng bẩy. Đấy, phần đầu của xe các bác nhìn xem đã được ốp nốc rồi, đúng không ạ? Đấy. Nhiều con đời cao bây giờ em thấy còn không đẹp bằng con xe Tucson này của em luôn. La răng đúc 5 chỗ kép, phanh đĩa 4 bánh, phanh ABS 4 bánh theo xe các bác nhá. Đấy, lốp của xe vẫn còn dày. Có sinh nhan báo rẽ trên gương và sinh nhan này dạng kiểu đèn LED các bác nhá. Đấy. Và có cục gương tự động đàng hoàng đầy đủ nhá. Kính này vẫn là kính zin đây. Đấy. Và kính của xe đã được bọc dán xung quanh bằng phim cách nhiệt 3M loại xịn rồi. Và đây nhá, có hắt kính nhá. Đấy, như là các bác đi trên đường ấy, km đấy. Một số thông tin thì nó sẽ hiển thị ở trên cái kính này và mình chỉ cần nhìn kính thôi. Nhìn chiếc kính thôi là mình có thể thấy được cái thông tin rồi các bác nhá. Nút bấm từ một chạm khi mình đóng mở cửa đây. Ốp lốc chỗ này rồi. Đấy, sơn xi rất mượt mà bóng bẩy. Thân vỏ gõ kêu leng keng. Đấy, kính này vẫn là zin, bọc dán rồi và kính không xước các bác nhá. Keo chỉ zin, máy số zin các bác nhá. Đấy, có tuyệt vời luôn, một con xe tí tiền thôi mà không lỗi lầm gì cả mà thậm chí độ zin còn rất là cao. Đấy, bây giờ thì em quay chi tiết cho các bác xem nhá. Các bác nhìn này, phần mép cánh cửa lòng trong sơn xi rất là sáng bóng đẹp, rất là nhìn rất là mới luôn các bác nhìn này. Gioăng cửa đẹp không rách, vu lông ốc vít đẹp. Đấy, đồ nhựa, đồ da của xe rất là tươi mới các bác nhá. Đấy, còn rất là tươi mới luôn. Chỗ này bằng chất liệu da theo xe. Đấy, các bác nhìn xem không có hiện tượng xấu kém gì cả đúng không ạ? Gương kính điều chỉnh điện làm toàn bộ ở đây. Đây là cục gương này, chốt cửa đây, tay mở cửa đây. Đấy, đồ nhựa, đồ da của xe rất ok các bác nhá. Đây là loa này. Đấy, khung gầm vách cửa, mép cửa xe là không bị han gì hết các bác nhá. Đấy, tem vẫn nguyên này. Đấy, khóa của xe này các bác nhìn xem là vẫn còn rất là trắng sáng này. Vô lông cánh cửa xe chưa bị tháo vặn này.
Và ghế của xe được trang bị là ghế điện luôn các bác nhá, chứ không phải ghế cơ đâu, mà nó là ghế điện luôn. Một bộ ghế da đây các bác nhìn xem, từ phần tựa lưng đến phần mặt ngồi các bác nhìn xem, rất là đẹp, rất là mới luôn. Đấy, khóa cầu V-side đây, tăng giảm độ sáng cho đèn đây. Đấy, táp lô đây các bác nhìn xem nhá. Đấy, cửa gió, đồ nhựa, tất cả những vị trí của xe đây, quay này. Các bác nhìn ok chưa? Xe đang hiển thị nó là 11 vạn km các bác nhá. 11 vạn. Sàn da lót thảm trải sàn trên rồi. Đấy, vô lăng em quay kỹ cho các bác xem từ vị trí này. Vô lăng đẹp chưa? Vô lăng ok chưa? Đúng không ạ? Rất ok đúng không ạ? Rất ok nhá. Có định vị GPS đồng hoàng đầy đủ nhá. Có gương chống chói nhá. Cam hành trình được nằm đây, có thẻ nhớ đồng hoàng nhá. Chân của xe là trần ý, và trần ý rất mới. Cửa sổ trời đang hoạt động bình thường đầy đủ các bác nhá. Và ở đây đó thì các bác thấy là có một cái chỗ đựng đồ này. Và trong đây đó thì các bác thấy là có cổng nghe nhạc USB AUX, iPod, rồi cổng điện ra 12V. Đây là một cốp đồ này, cốp đồ rất to, tỉ tay rất to đúng không ạ? Cột kèo đẹp chưa? Gióng đẹp, cột kèo sáng bóng. Có xe nhìn mới phết các bác nhỉ. Nhìn so với đời thì nó là khá là mới rồi. Khá là mới. Mà gần như là sẽ không có nhiều những con xe nào mà nó ok như con xe này. Đây các bác nhìn xem. Đấy, 4 kính điện nhá. Loa đây. Đấy, kiểu cách phần táp đi kính cửa 4 cánh của xe kế nhìn rất là hay và đặc biệt. Đấy, chỗ đây đựng đồ này. Nội thất vẫn còn rất là thơm, thơm mùi đặc trưng của dòng xe Tucson các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Đóng trong vách cửa ok chưa? Đấy. Đồ nhựa, đồ da thứ bên ngoài các bác nhìn xem, không có hiện tượng thì xấu cả đúng không ạ? Đã qua sử dụng một thời gian rồi mà chiếc xe vẫn còn được mới như thế này. Đây cái tỉ tay nhá, và ghế này thì mình có thể gập lại xuống như này nhá. Đây. Mình bám đây mình kéo thì ghế mình có thể gập lại xuống để thông thiên với lại khu vực phía sau. Các bác nhìn xem này, cái mặt ghế của nó lì đẹp chưa? Đấy, lì đẹp chưa? Đấy, 5 chỗ, cốp sau rất to rộng. Đấy, có thể ngồi thêm người ở trên chiếc xe này ở khu vực phía sau các bác nhá. Cửa đóng êm ái nhẹ nhàng chắc lịch. Đấy. Thân vỏ không lỗi lầm gì, tôn có kilo con, bởi vì là xe nhập khẩu cho nên là tôn vỏ rất cứng dày, chạy sướng đầm, rất là sướng đầm xe các bác nhá. Dòng này chạy rất hay luôn đấy ạ. Thân vỏ thiết kế kiểu cách rất hay, các bác nhìn xem những cái đường gân này. Đấy, những đường gân được dập nổi phần sườn xe các bác nhìn này, ok chưa? Đấy. Đấy, lốp na răng tiếp theo này. Đấy, đèn này mới chưa? Đấy, gạt mưa đuôi gió. Rồi tên logo xe vẫn còn đầy đủ hết. Nghe camera đây các bác nhá. Đấy, giá lóc thứ đầy đủ nhá. Cốp của xe ấn chỗ này bằng điện này. Đấy, nâng lên. Cốp to rộng để đồ thoải mái. Phần lý đây rất đẹp này. Đấy, đây, dưới là chỗ mà mình để lốp dự phòng các bác nhá. Máng nước này. Đấy, không mục mọt gì đâu. Rồi em đóng lại. Đèn đây. Đấy, 4WD thể hiện cho cái cầu của chiếc xe các bác nhá. 4WD là hai cầu. Các bác muốn dùng hai cầu cũng được, muốn dùng một cầu cũng được. Đấy. Mình tháo một cầu ra thì nó sẽ đỡ được một chút xăng các bác nhá. Đây. Này các bác nhìn xem ok chưa? Đấy, ok chưa? Đây các bác nhìn này. Đấy, ok chưa? Đẹp chưa? Đây đây các bác nhìn xem ok chưa? Quá đẹp luôn đúng không ạ? Đấy. Lòng trong sơn xi nó sáng đẹp này cơ mà đúng không ạ? Đây nhá. Các bác nhìn nhá, đây. Đây. Đấy, quay kỹ như vậy. Đấy, không thiếu chỗ nào cả, quay rõ ràng sắc nét đầy đủ. Không thiếu chỗ nào. Các bác xem đi. Các bác thấy xe hay, thấy video hay, thấy chiếc xe chất lượng, các bác nhấn cho em xin một lần like, một lần chia sẻ nhá. Mà nhiều lần chia sẻ vào, em cảm ơn bác. Em rất thích các bác mình chia sẻ nhiều, mạnh tay cho em. Các bác nhá, em cảm ơn rất nhiều luôn. Đây. Đấy. Quá xịn sò luôn đúng không ạ? Con này mà đi ra ngoài đường, nhiều người cứ tưởng đây là xe nhiều tiền đúng không ạ? Không biết tưởng xe nhiều tiền bởi vì thứ nhất là mới, thứ hai là dáng đẹp hiện đại nữa đúng không ạ? Đây. Nhìn này ai bảo xe đời thấp đâu đúng không ạ? 2010 mà như kiểu 2020 đấy đúng không ạ? Đèn rất mới luôn này. Sơn rất mượt này. Gầm luôn nhá, em quay gầm luôn đây. Gầm luôn cho các bác xem.
đây, các bạn nhìn đây, gầm này. Sáng sủa đẹp như vậy luôn đấy. Vâng, gầm tiếp theo xong máy nhá. Rồi, đây, mở cúp, mở cabo đây. Máy 2.0 nhiên liệu dưới 10 lít trên 100 km các bác nhá. Khoang máy đây. Đấy. Máy rất gọn gàng, sạch sẽ. Máy số cực ngon, cực chất. Bên em đã kiểm tra rồi. Máy số không có vấn đề gì cả. Máy số miễn bàn các bác nhá. Đấy, cabo đẹp này, đế cabo vẫn đẹp này. Gầm bệ chắc, mua về sẵn dùng đổ xăng chạy, không cần phải làm gì các bác nhá. Đi luôn thôi. Vâng, mời các bác qua địa chỉ 90.2 Trường Chinh, đối diện 225 Trường Chinh để mình xem test thử xe, cảm nhận xe các bác nhá. Bác nào không đến được, bên em ship chuyển xe đến tận nơi cho các bác nhá. Ship tận nơi tận nhà. Hỗ trợ làm sang tên cho toàn thể các bác mình, cho dù các bác ở đâu. Con này biển gốc thành phố, mua về Hà Nội, Sài Gòn ok, không mất chi phí tiền số các bác nhá. Vâng, và các bác liên hệ cho bên em theo 3 số hotline là 0938586307 và 0389000555 và 0335838389. 3 số hotline, 3 số bên em có cả Zalo các bác nhá. Vâng, bên em có đổi xe, có thu mua lại tất cả các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng với giá tiền hợp lý. Đấy, hợp lý nhất cho mình các bác nhá. Và bác nào mà đang rảnh tay nhấn cho em xin một phát like, một phát chia sẻ đi. Và đặc biệt không quên nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube, nhấn theo dõi Facebook, nhấn follow TikTok để mỗi khi em đăng có xe nào lên như thế này và những buổi phát trực tiếp nữa thì các bác sẽ nhận được sớm, nhận được ngay, không bỏ lỡ một cái video nào cả các bác nhá. Cảm ơn bác rất nhiều. Thả tim thả like mạnh tay vào cho em ạ. Và về giá cả của xe bên em sẽ có một mức giá để cho mình tham khảo. Còn khi các bác mình muốn chốt, muốn mua, muốn vào việc ngay luôn chiếc xe này thì các bác mình alo bên em để hai bên thương lượng giá và bên em sẽ có lùi các bác nhá, có lùi giá cho các bác mình nữa. Vâng, xin cảm ơn và chào tạm biệt các bác nhá.